Quý vị đang theo dõi bản tin bóng đá Việt ngày 11 tháng 4 trên FPT Play. Mở đầu sẽ là trận cầu tâm điểm Cúp Quốc gia 2022 giữa Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh. Không ngoài dự đoán, khi đối thủ láng giềng Thành phố Hồ Chí Minh đang đau đầu tìm hướng giải quyết lùm xùm liên quan đến tiền bạc, thì thầy trò huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đã tranh thủ cơ hội này và đã có chiến thắng cần thiết trên chấm penalty để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Cùng với đó, Thanh Hóa cũng có chiến thắng ấn tượng trước Long An. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bước vào trận derby với câu lạc bộ Sài Gòn mà chỉ có 6 cầu thủ trên băng ghế dự bị. Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Minh Chiến sớm bị gã hàng xóm dội gáo nước lạnh. Phút thứ 5, Hồng Sơn tỏa sáng ghi bàn mở tỷ số cho Sài Gòn FC. Phải tới cuối hiệp 1, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mới lên bóng mượt mà và tạo ra được các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Hoài Anh. Sau nhiều nỗ lực, chiếm hạm đỏ cũng tìm được bàn thắng quân bình tỷ số. Phút 41, Hồ Tuấn Tài có pha kết thúc chính xác, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tinh thần hưng phấn được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tới đầu hiệp 2. Tuy nhiên, các chân sút của huấn luyện viên Trần Minh Chiến lại không tận dụng được các cơ hội tạo ra. Hòa 1-1 sau 90 phút chính thức, hai đội phải bước vào loạt đấu súng đầy may rủi. Tại đây, kịch tính được đẩy lên cao trào. Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tưởng như đã giành chiến thắng khi dẫn trước đến 3-1 sau 3 lượt sút đầu tiên. Tuy nhiên, thủ môn Văn Phong, người được tung vào sân để bắt penalty đã chơi xuất thần và giúp câu lạc bộ Sài Gòn lội ngược dòng thắng 4-3. Tại tứ kết Cúp Quốc gia, đoàn quân của huấn luyện viên Phùng Thanh Phương sẽ đụng độ với Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà Thống Nhất. Một câu lạc bộ khác cũng góp mặt tại tứ kết Cúp Quốc gia 2022 là câu lạc bộ Thanh Hóa, khi đội bóng xứ Thanh có thắng lợi giòn giã trước câu lạc bộ Long An. Tận dụng lợi thế sân nhà, đoàn quân của huấn luyện viên Petrovic có bàn một tỷ số ở phút 25 với người ghi bàn là Trọng Hùng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Đàm Tiến Dũng có bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đại diện miền Bắc. Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến sự thăng hoa của đội bóng áo vàng và đoàn quân của huấn luyện viên Ngô Thanh Sang đã phải nhận thêm hai bàn thua nữa trong hiệp 2 đến từ các cầu thủ Hữu Lâm và Văn Thắng, qua đó khép lại trận cầu với tỷ số tương bừng 4-0. Vào lúc 19:15 tối nay, Cần Thơ sẽ có chuyến làm khách trước Viettel. Mặc dù đang có nhiều biến chuyển thay đổi ở ban lãnh đạo cũng như cầu thủ, nhưng chiến thắng trước Đắk Lắk ở vòng loại cũng đã là thành tích rất đáng khen ngợi dành cho đại diện đến từ miền Tây. Thừa thắng xông lên, liệu Cần Thơ có tạo nên cú sốc tại Cúp Quốc gia? Câu lạc bộ Viettel đang có cơ hội tìm lại niềm vui chiến thắng khi chỉ phải đụng độ với đội bóng hạng nhất Cần Thơ tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2022. Rõ ràng đội bóng đến từ thủ đô được đánh giá cao hơn. Không chỉ sở hữu một lực lượng mạnh hơn với nhiều tuyển thủ quốc gia, đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng còn được thi đấu trên sân nhà. Về mặt nhân sự, câu lạc bộ Viettel sẽ không có được sự phục vụ của gương mặt quan trọng là thủ môn Nguyên Mạnh do chấn thương. Tuy nhiên, tin tốt lành là trung vệ Bùi Tiến Dũng đã bình phục và hoàn toàn có thể ra sân ở trận đấu tới. Còn với Cần Thơ, việc vượt qua vòng loại bằng chiến thắng trước Đắk Lắk để tiến vào vòng 1/8 của Cúp Quốc gia 2022 cũng đã là một thành công với đại diện miền Tây Nam Bộ. Họ là một đội bóng đang có nhiều biến chuyển thay đổi ở ban lãnh đạo cũng như cầu thủ. Mùa này, câu lạc bộ Viettel đặt mục tiêu chinh phục Cúp Quốc gia, danh hiệu mà họ còn thiếu kể từ khi trở lại đấu trường V-League. Thế nên, sẽ không ngạc nhiên nếu huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để đối đầu với Cần Thơ. Thái Lan từ lâu vẫn được đánh giá là đội bóng số 1 của Futsal Đông Nam Á với thành tích 15 lần đăng quang vô địch. Vì thế, việc đội bóng xứ Chùa Vàng tiếp tục nâng cao thành tích là điều có thể dự đoán trước. Thế nhưng, trận chung kết Futsal năm nay đã khiến người hâm mộ vô cùng mãn nhãn trước màn rượt đuổi kịch liệt đến từ đối thủ Indonesia. Trận chung kết Futsal Đông Nam Á 2022 là cuộc đụng độ giữa hai đội bóng đều duyên nợ là Thái Lan và Indonesia. Là những người kiểm soát thế trận ngay từ đầu, thế nhưng đội chủ nhà lại bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút thứ 8 với người ghi bàn là Sumilena. Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, Futsal xứ Chùa Vàng dù rất nỗ lực nhưng chưa thể có được bàn cân bằng tỷ số. Họ còn phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 25 với người ghi bàn là Adiansia. Trong tình cảnh khó khăn, bản lĩnh của đội bóng hàng đầu châu Á đã được Thái Lan phát huy. Ngay ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, đoàn quân của huấn luyện viên người Tây Ban Nha Gago có bàn thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Thừa thắng xông lên, Osman Musa ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà trong sự ngỡ ngàng của Indonesia. Kết thúc thời gian thi đấu chính thức với tỷ số 2 đều, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu căng não. Tại đây, cả năm cầu thủ của Thái Lan đều sút thành công để ấn định tỷ số luân lưu 5-3.
Qua đó, Busan Thái Lan giành chức vô địch lần thứ 16 tại đấu trường Đông Nam Á trong tổng số 17 lần giải được tổ chức. Đội duy nhất từng xưng vương ngoài Thái Lan chính là Indonesia vào năm 2012. Thưa quý vị, để chuẩn bị cho SEA Games 31, VFF đã mời đội tuyển U20 Hàn Quốc đến Việt Nam để đấu giao hữu với đội tuyển U23 Việt Nam. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã ra thông báo sẽ bán vé cho người dân vào sân theo dõi những trận đấu này với mức giá khá mềm. Đồng thời, cũng để chuẩn bị cho SEA Games, một cái tên đến từ Hoàng Anh Gia Lai đã được huấn luyện viên Park triệu tập gấp lên U23. Những tin tức thú vị này sẽ thay chúng tôi khép lại bản tin bóng đá Việt hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại! Đội U23 Việt Nam đã tập trung vào ngày 7 tháng 4 và VFF đã mời đội U20 Hàn Quốc làm quân sanh quốc tế duy nhất cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Theo đó, thầy trò huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ lần lượt thi đấu với đội bóng đến từ xứ sở Kim Chi vào ngày 19 tháng 4 trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ và ngày 22 tháng 4 trên sân vận động Hàng Đẩy ở Hà Nội. Và mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã tiến hành mở bán vé hai trận đấu giao hữu của U23 Việt Nam và U20 Hàn Quốc theo hình thức online và offline. Bán tại quầy, vé bao gồm các mệnh giá 150.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Mua online, mỗi khán giả được mua tối đa 4 vé, còn mua offline, mỗi khách hàng sở hữu tối đa 2 vé. Không có tên trong danh sách 27 cầu thủ U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31, nhưng Trần Bảo Toàn vừa được thầy Park triệu tập bổ sung. Trước đó, vì một số lý do thuộc về chuyên môn, Bảo Toàn lại chưa lọt vào mắt xanh của thầy Park trong danh sách triệu tập đội U23 Việt Nam. Tuy nhiên, với việc tiền vệ Hoàng Xuân Tân dù lên hội quân cùng đồng đội nhưng phải tập riêng vì chấn thương, sau khi xem xét tình hình của tiền vệ đội Nam Định, ban huấn luyện đã quyết định cho anh về câu lạc bộ chữa trị. Vì thế, thầy Park đã triệu tập gấp Trần Bảo Toàn trám vào chỗ Xuân Tân để lại. VFF đã thu xếp chuyến bay cho anh ra Hà Nội vào ngày 10 tháng 4. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.